Tòa án mới kết án hai thanh niên 6 tháng tù giam vì lập trang tránh chốt cảnh sát giao thông Hải Phòng và bị cáo buộc bôi xấu, bôi nhọ lực lượng làm nhiệm vụ ở thành phố cảng miền Bắc. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng hôm 1 tháng 12 kết án Nguyễn Đức Hạo 21 tuổi và Hoàng Anh Thư 23 tuổi về tội danh đưa và sử dụng trái phép thông tin trên mạng Internet theo khoản 1 điều 226 thuộc Bộ Luật Hình sự. Nhận định về bản án này, luật sư Trần Thu Nam nói với VOA. Căn cứ những chứng cứ mà ở trên Facebook thì mức độ mà tổn hại cho những người bị hại nó rất là khó đánh giá, không cân đo đong đếm được cái mức độ thiệt hại do những cái bài viết trên Facebook nó mang lại. Thế thì để một cái tù mà 6 tháng nghe chừng là vấn đề mà tôi thấy là khá là nguy hiểm trong cái việc áp dụng pháp luật và có thể là xâm phạm những quyền tự do biểu đạt, cái quyền tự do ngôn luận của người dùng. Trong khi tòa án và báo chí Việt Nam cho rằng hai thanh niên đã hạ uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông, thì nhiều người dân ở Hải Phòng lại cho VOA biết rằng trang tránh chốt cảnh sát giao thông Hải Phòng đã giúp họ né được những điểm được cho là có cảnh sát giao thông núp. Vụ kết án hai thanh niên diễn ra trong bối cảnh có nhiều diễn biến ở Việt Nam liên quan tới Facebook. Hôm 3 tháng 12, chính quyền Việt Nam cho biết đã xác định được 3 học sinh trung học lợi dụng mạng xã hội Facebook mạo danh thành viên tổ chức nhà nước Hồi giáo để đe dọa, kích động khủng bố sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu ở Paris của Pháp. Trước đó, ngành giáo dục An Giang đã thu hồi lệnh nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn bình luận, thích, chia sẻ, đăng nội dung liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo, làm ảnh hưởng uy tín đến cá nhân khác, sau khi vấp phải phản ứng của dư luận. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận định với VOA rằng Facebook là mạng xã hội tác động rất lớn lên sinh hoạt, suy nghĩ và tư duy của người Việt Nam bởi nó cung cấp thông tin rất nhiều chiều và đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền trong nước. Nhà nước thì muốn độc quyền trong thông tin, muốn độc quyền trong cái đường lối, trong quan điểm và muốn cho tất cả mọi người đều nghe theo một hướng mà từ đảng chỉ đạo ra. Cho nên khi có những ý kiến mà nói lại như thế này thì hoàn toàn người ta rất e ngại, rất lo sợ. Cho nên vừa rồi có hàng loạt những cái ý kiến là đòi chặn Facebook, đòi cấm like, đòi này đòi khác đấy. Cái mạng xã hội, cái mạng Facebook nó có cái sức mạnh, có sức sống của nó. Cả hàng chục triệu người đang tham gia vào thì không thể nào ngăn chặn nó. Việt Nam từng bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới coi là kẻ thù của Internet. Nhưng Hà Nội bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nhấn mạnh rằng quyền tự do ngôn luận của người dân luôn được đảm bảo.